Rồi em xin chào các anh chị cô chú ha. Ở đây là cái đàn gà mà dành cho dịp Tết 2024, nhưng mà cái khu nuôi ở phía sau. Còn cái video kia là em quay ở phía trước. Em chia ra thành hai khu các anh chị. Rồi, ở đây cái bầy gà bên đây thì nó nhiều gà trống hơn nữa. Rồi nó tưởng em ra cho nó ăn nên là nó bu vô rất là nhiều, nó bu sát rạc luôn. Ở khu này nuôi khoảng tầm 2 tuần nữa, 2 hoặc 3 tuần gì nữa thôi là em sẽ chuyển lại cái bầy gà thịt ở phía trước ao luôn các anh chị. Tại vì nuôi là cứ đổi chuồng liên tục như vậy thì gà nó sẽ khỏe hơn. Nó chống thất thoát được cái đầu con. Rồi sau này mình bán cái chất lượng thịt nó sẽ tốt hơn. Đồng rộng ha, và thay đổi cái khu nuôi. Một lứa gà như vậy nên em sẽ nuôi khoảng 3 cái khu chuồng khác nhau. Chuồng ấm nuôi đến khoảng hơn tháng tuổi chuyển qua một khu, rồi nuôi ở giữa giữa xong mà chuyển qua khu khác nữa nuôi đến khi bán luôn. Thường sẽ là 3 cái giai đoạn nuôi khác nhau. Gà muốn nuôi khỏe hay gì đó là cái môi trường có thiệt là sạch. Các anh thầy thấy cái chuồng nhà em quay lúc nào cũng khô ráo cả, thoáng, gà rất là khỏe. Gà mà cứ ẩm ướt rồi phạm vi chật hẹp đó, là bệnh, gà bệnh rất là nhiều, nuôi sẽ không có lời, thậm chí lỗ. Đây, nó tay nó tưởng mình cho ăn nó bu ra. Mình sẽ thấy được cận cảnh gà này. Gà này mà tới dịp Tết thì mã sẽ rất là đẹp. Anh chị thấy bây giờ nó khoảng 3 tháng tuổi thôi nhưng mà lông đuôi có hết rồi. Gà trống hay lông mã mồng cờ bự hết rồi, đỏ luôn. Cái lông mã này sẽ phát triển mạnh ở giai đoạn từ 4 đến 5 tháng. Cái giai tháng cuối cùng nó phát triển cái lông mã ra rất là đẹp. Con gà nó sẽ bó cái lông vào. Bây giờ lông nó vẫn còn xù xù á anh chị cô chú. Từ tháng thứ tư đến tháng thứ năm á là nó bó lông hết rồi. Nhìn con gà nó sẽ đẹp không? Gà Tết người ta đi biếu rồi trưng á, nên là mã phải thiệt đẹp. Chứ không phải là thịt ngon không là được. Gà mà không có lông đuôi Tết bán rất là khó. Đấy, bây giờ thấy là đã có lông mã đẹp rồi đó. Đây, màu này là Tết Tết là nó màu vàng đậm, thậm chí là nó hơi đỏ một chút. Đấy, giống như gà tàu, gà tự nhiên hồi xưa mà mình hay nuôi á. Chứ nó không có màu đen đen giống như những cái Tết trước mà nhà em bán. Đợt này là vàng và hơi đỏ luôn, vàng đậm luôn. Nên là cái màu của nó là sẽ đẹp. Trống thì mồng cờ hết luôn, bự. Cái tích phía dưới cũng rất là bự. Đúng cái chuẩn mà gà cúng á. Gà cúng, gà biếu. Đó, cái môi trường phải sạch như vậy. Gà nó khỏe được.